Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Cấp. Và hôm nay chúng ta lại về thêm một cặp mâm Honda mâm City 100 nguyên zin luôn nha các bạn. Cặp này đặc biệt là lốp zin nè, niềng zin luôn nha, lốp không ruột các bạn, lốp không ruột nha, niềng zin Cori luôn đấy, cực đẹp đấy, lốp Cori niềng zin cực đẹp, sơn zin cho anh em sưu tầm nha. Đây, mình sẽ quay từng cái cho các bạn coi bạn. Lốp này đó, sắp mặt lồ đó. Lốp này là sắp mặt lồ Cori nè, đó. Nick sơn nè, nguyên zin rất là đẹp nha. Chưa dặm tốt gì luôn nha các bạn. Đấy. Nó là bằng nhôm các bạn. Gan á, ra nguyên khối nè, mâm đúc nguyên khối nha, à, rất là đẹp, dành cho anh em gắn xe nha, dành cho anh em gắn xe xe dữ nha các bạn, xe nào mà dữ lắm thì mới gắn cái niềng này nha, 250, 250 đây cái niềng trước các bạn, 250, đó rồi đây, tới cái đèn sau má đùm đầy đủ nha anh em. Đây lớp còn zin nè, Maiden Cori nè, lớp sau là 275 nè, đó hay chưa. Đây sắp sắp mặt lồ đó, Maiden Cori. Đây niềng zin nè, chưa sơn nha, đó lớp zin niềng zin không ruột. Này, chạy là bao chạy chắc suốt đời không hư quá. À, rất là đẹp luôn nha anh em, rất là đẹp nè, đó thấy chưa, rất là đẹp, rất đẹp, dành cho anh em sẽ sưu tầm nha. Đó lốp dài đây, lốp mới tinh luôn nè, rồi gió còn luôn nè, lốp này 2019 mà, 2019 nè, cái này 28 nè. Đó. Đó, các bạn nhìn lốp dài này còn nguyên luôn nha, không phải giống như mấy cái lốp Việt Nam đâu, còn lâu mới so sánh được cái cặp này nha các bạn. Rồi anh em nào có nhu cầu gắn cặp bánh cầm City 100 đấy, niềng zin, lốp zin, sơn zin chưa dặm, còn nguyên đầm má đầm đầy đủ nha. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì anh em gọi số điện thoại trên màn hình giúp mình. Anh em lưu ý giúp mình là phương thức mua hàng bên shop của mình là, một là anh em qua trực tiếp bên shop của mình để câu trực tiếp và lấy, cái thứ hai là chuyển khoản là bên mình ship bưu điện giao tận nhà. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, bên mình không bán ship code cho tất cả các loại sản phẩm nha anh em, không bán ship code nha, anh em chuyển tiền trước bên mình ship hàng nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em.